xin chào các bạn, lại là Ấn đây. Hôm nay Ấn sẽ đưa các bạn cùng Ấn tham quan một nhà hàng Thái trên hòn đảo Tenerife thuộc Tây Ban Nha. Các trang trí của nhà hàng này làm cho Ấn cảm giác như Ấn đang ở đất nước Thái Lan. Hiện tại thì Ấn đang đi tản bộ ở khu vực tên là Las Americas, nơi tập trung rất nhiều khách du lịch người Mỹ tại đây. Khu vực này nằm ở phía nam trên hòn đảo nên lúc nào cũng luôn ấm áp, không có mùa đông. Thỉnh thoảng trên cùng một hòn đảo nhưng lại có tới 3 mùa. Nam thì nóng như mùa hè, phía bắc thì lạnh giống như là mùa thu sắp sang đông. Trên đỉnh núi thì rất lạnh, thỉnh thoảng lại có tuyết. Còn đây là khu vực shopping, quần áo, giày dép, son phấn có thương hiệu. Hiện tại Ấn đang ở tầng 2 của một khu ăn uống. Tất cả các nhà hàng, quán bar đều tập trung tại đây. À em nó đây, Thái Botanico. Hôm nay thì rất là may mắn, tuy là Ấn không đặt bàn trước, tất cả các bàn đều full, nhưng mà họ vẫn còn một bàn nhỏ có hai chỗ dành cho Ấn và chồng Ấn. Ấn sẽ đi vòng quanh nhà hàng một vòng cho các bạn xem nha. Đây là khu bên ngoài có các tượng đặc trưng của Thái Lan. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhà hàng bên trong. Bên trái là quầy bar, bên phải là khu dành cho khách ngồi ăn. Bây giờ thì Ấn sẽ đảo một vòng từ trong ra ngoài nhé. Màu chủ đạo của quán này là màu tím mộng mơ, background nền vàng. Các bạn hãy nhìn trên mái nhà kìa, có giống như Thái Lan không? Bây giờ Ân sẽ trở về bàn. Nãy giờ lấy cớ là đi vệ sinh để quay cho các bạn xem đó. Bàn của Ân hôm nay là ở phía ngoài trời. Lần trước có đặt trước nên được ngồi ở phía trong. Tiên Ân sẽ khai vị bằng gỏi cuốn Việt Nam và súp Thái Lan có nước dừa và tôm. Tụi Ân bị nghiện súp này nên Ân muốn học cách nấu tại nhà. Nhìn chung thì cũng dễ, nhưng nếu không có lá chanh và sả thì sẽ không dậy được cái mùi đặc trưng của súp Thái. Món chính sẽ là pad thai và tàu hũ chiên xào xốp Thái rau cải. Nay Ân uống rượu đỏ và chồng Ân thì uống cocktail. Thức ăn thừa được nhân viên cho vào hộp sạch sẽ kỹ càng. Đây này, mang thức ăn thừa về nhà là rất bình thường, là một hình thức tiết kiệm thức ăn và tôn trọng người đầu bếp nên không có gì đáng xấu hổ. Chồng Ân uống 3 ly cocktail, Ân uống 2 rượu đỏ và 1 cocktail. Tổng bill là 84 euro và 48 cent, tương đương với 2.144.000 tiền Việt Nam. Đây là một chuỗi nhà hàng quán bar. Phục vụ nói với Ân đi xuống tầng dưới vào quán bar của họ thì cầm cái bill này lên sẽ được giảm 50% 2 ly cocktail đầu tiên. Nhưng mà chồng Ân là dân chơi nhạc rock nên là Ân và chồng Ân sẽ ghé vào Harrow Coffee. Ở các đất nước khác, Harrow Coffee chỉ dành cho người lớn, là nơi để chúng ta thực sự là quẩy lên nóc luôn đó, với các ban nhạc rock cực chất. Nhưng mà Harrow Coffee ở Tenerife này á thì nó có hơi là bị sai sai. Vừa vào thì thấy toàn là con nít ngồi ăn với ba mẹ. Ủa gì kỳ vậy, đâu phải nhà trẻ đâu. Lại mình không thích ngồi uống rượu bia hay hút thuốc trước mặt trẻ con nên là tụi mình đi lên tầng 2. Tầng 2 thì không có ban nhạc sống, đúng là khu dành cho người lớn, không có trẻ em ở đây. Bây giờ thì Ân đi ra phía ngoài trời. Trên tầng 2 có bàn ngoài trời và những nam thanh nữ tú ngồi uống cồn nói chuyện cùng bạn bè. Rồi sau khi tham quan hết một vòng thì bây giờ sẽ là quyết định đi hay ở. Tụi Ân vào đây chủ yếu là để nghe nhạc sống nên tầng 2 này thì không có nhạc sống và cũng không có gì đặc biệt. Tụi Ân quyết định qua cắm cọc ở bên Magic Club, là nơi mà anh tiếp viên giới thiệu và có bill giảm giá. Và đây là bên trong của Magic đây các bạn, là backdrop cho các bạn tự sướng. Bên này thì tụi Ân vẫn kêu loại cocktail giống như bên kia vì nó ngon, nó có gin với lại nước hoa quả. Tên của nó là Trumbo. Và Ân cũng kêu một em shisha có tên là Lady Killer, có nghĩa là nữ sát thủ. Và không có chất gì bậy bạ trong này, nhưng mà hút liên tục thì Ân cũng cảm thấy là bay bay á nha. Chất là nước cất luôn nha. Ân nghĩ là nước ở trong bình shisha có vài sót của rượu mạnh nè. Là giai đoạn bị sặc khó, Ân kêu anh phục vụ đến dọn thang và thông cái ống shisha. Rất là chuyên nghiệp luôn nha. Này là cần có hơi thở cực mạnh để mồi chài cái thang nè. Nghệ một củ luôn. Lúc này là Ân đang rất là hứng thú với cái màn hít hà làm cho cái ống kia xì khói của anh phục vụ. Hay quá à, tới luôn anh ơi. Còn đây là anh DJ với cái laptop nhỏ ngọt, cũng ra ngô ra khoai lắm nha. Và đó là tất cả những gì Ân muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Thì tổng bill của chầu 2 là hơn 100 euro, nhưng mà do được discount lần trước nên chỉ còn có tầm khoảng gần 60 euro thôi. Ra tiền Việt Nam là khoảng 1.500.000. Xịn quá, ra bill thì trả tiền thôi, nhưng mà ngày mai tỉnh Ân mới nghiệm ra. Do anh phục vụ ở quán nhà hàng Thái nói là 50% discount, giảm giá 50% á, là ở trên 2 ly cocktail đầu tiên. Mà tự nhiên qua bên này họ âm thầm giảm giá 50% ở trên tổng bill. Tại vì một cái bình shisha là đã hết 32 euro rồi. Tổng cocktail tụi Ân uống là phải trên 10 ly á. Thôi thiệt bó tay. Thôi thôi bỏ qua, tính gì kỳ cục, cứ sợ người ta làm ăn bị lỗ là sao nè. Chơi là phải vui vẻ lên chứ. Đó là tất cả những gì hôm nay Ân muốn chia sẻ cùng các bạn. Nếu thấy thích thì hãy bấm like và đăng ký kênh. Ân cảm ơn rất nhiều, yêu các bạn. Bye bye.